đồng nha. Còn cái lượng là 15, 20 hay là 12 gì, các chị nghĩ như thế, mình không biết là cái nào nên nhiều là mình ít là được. Bài tứ quân này thì phổ biến rồi, có thể cắt uống, có thể tán bộ trong một gói hàng hoàng để uống. Bài tứ quân này
Còn mà lạnh thì lạnh trong người, lạnh trong xương, mà lạnh thì đó giờ
tâm kêu kê thôi đổ mạo hay kê là nó bổ gợi khí bên ngoài ha. Cái thằng kia nó bị cái út, nó mặc định hay nó tạo cho cơ thể một cảm giác u uất,
ăn ít đó nó làm cho cơ thể mình thiếu chất, mà thiếu chất thì nó lại quay ngược lại cái hệ thần kinh nó cũng bị thiếu không ạ. Cục linh này nó có tác dụng là
Có thắc mắc gì không?
rồi.
là nó rất là dễ hư, nó không thể lâu được, à cho nên là phải phơi sấy là như vậy. Phơi là phương pháp làm khô à, trong điều kiện tự nhiên như là nắng gió độ ẩm. Rồi phơi nắng thì mình sẽ áp dụng cho những cái vị thuốc mà không bị tác động hoặc là không bị tổn sáng. Phơi âm can à, là làm khô sản phẩm ở trong, ở trong đâu ạ? Trong đúng mà, tức là ở chỗ mà mát, tức là cũng như phơi là cái gió đó các chị, chứ không phải là cái nắng ha. Đó rồi, dựa vào sự lưu thông của không khí, độ ẩm tương đối thấp, phương pháp này khó khô tuyệt đối đến độ nguyên vàng và sẽ áp dụng cho những cái vị thuốc mà có chứa tinh dầu đúng không ạ, những cái loại mà lá có tinh dầu như bạc hà, tía tô đó, khi mình muốn để bảo quản lâu thì mình sẽ phơi gió thôi, phơi ở chỗ mát à, tại vì nắng quá là tinh dầu nó hơi đi mất, là chỉ còn lá không, không có tác dụng gì hết à. Còn mà hãy để dược liệu tươi thì không thể lâu được à, mình chỉ để bảo vệ thực phẩm chứ à, chứ mình không thể lâu à, vì vậy phải phải phơi ha. Rồi phơi xương là phơi bị hút qua đêm ở ngoài trời, do kinh nghiệm gia truyền của một số lương y ha, áp dụng cho những vị thuốc như là chanh, bỏ mắm để chữa ho, tức là phơi mà nó cộng với lại cái xương ha, thì nó sẽ có tác dụng, là kinh nghiệm gia truyền à, thì thường là chanh nè, bỏ mắm để mà để chữa ho. Sấy là làm khô sản phẩm, dùng nhiệt độ hoặc là từ trường ha để vẽ gãy các liên kết giữa nước và sản phẩm như là những liên kết hóa học, phân hóa lý hoặc là liên kết cơ học, tức là cái nhiệt độ nó cao nó vẽ gãy cái gốc nước của những cái loại dược liệu này thì nó sẽ bị khô nhanh chóng, không có bị mất thời gian nhiều ha. Đây mục đích của việc bào chế. Như vậy thì mục đích của việc bào chế là làm gì ạ? Bảo quản, có ý gì đó không ạ? Tinh chế thuốc ha. Rồi phân chia vị thuốc là thái miến,
Thời gian ngâm là bao lâu, nhiệt độ là bao nhiêu,
sao trắng, sao thay 190 đến 200. Rồi sao các bạn học